Xin chào nhà, em lên cả nhà một con đồng hồ Oren nha, bát quái nha. Nó dạ quang rất là sáng luôn. Size của nó là 39 nha, sản xuất tại Nhật, đáy xoáy nấm cổ chai niền xoay nha. Dạ quang rất sáng nha. Dây thép đúc, nó len keng luôn. Đây ngoại hình của em nó đây cả nhà. Đó, Oren bát quái Town and Country nha. Đó, niền xoay nè. Đó. Núm thì cổ chai, đằng sau là đáy xoáy nha. Đây. Oren nha, có hình bát quái nè. Đó, chống nước 100 m đáy xoáy núm cổ chai dạ quang rất là sáng nha. Kính đẹp nè, vỏ đẹp nè. Hai khóa nè, có thêm tăng đưa nữa nè. Khóa bấm luôn. Đó, dây thì cực dài luôn. Đó. Quá trời đẹp, quá trời mê luôn. Dạ quang rất là sáng nha cả nhà. Niềng xoay nha. Con này phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ luôn. Đó, dễ đeo nha cả nhà. Size nó 39 nha. À, cả nấm càng là 45. Đó, tay 15, 16, 17 đến 20 luôn cũng được nữa. Dây dây dài nha, à, 20 đổ về. Đó, dây 20 đổ về nha. Chưa tính hai cái tăng đưa đó nha. Đó, chưa tính hai tăng đưa là 21 luôn á. Rồi. Đẹp keng full chức năng. Em mời cả nhà nha. Đó, hình bát quái nè.